Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đừng nghe những gì Tổng Trọng nói, hãy xem những gì Tổng Trọng làm. Bảo thủ, hung hăng, thù hận là ba giá trị cốt lõi của Đảng Cộng sản từ xưa đến nay. Vì bản chất đó mà các đời lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam rất duy ý chí. Họ cho rằng chủ nghĩa Mác Lênin mà họ đi theo là thứ chủ nghĩa siêu Việt, siêu hơn cả chủ nghĩa tư bản mà họ luôn cho là thứ chủ nghĩa bóc lột, với đủ thứ ngôn từ miệt thị cho đến chửi rủa. Cho đến nay, những giá trị của chủ nghĩa Mác Lênin vẫn được Đảng Cộng sản đưa vào trường học để nhồi sọ học sinh, sinh viên, nhằm tạo ra những thế hệ mê muội, ca tụng những cá nhân, những thể chế độc tài rất nguy hiểm. Cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine vừa qua đã thể hiện một thành phần chiếm tỷ lệ không ít ủng hộ độc tài Putin, trong khi ông này sát hại thường dân Ukraine và xâm lược nước này. Vào năm 2013, ông Nguyễn Phú Trọng đe dọa những trí thức kêu gọi bỏ điều 4 của Hiến pháp. Cố Tổng thống Việt Nam Cộng hòa có câu nói nổi tiếng rằng: "Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn những gì Cộng sản làm." Và quả thật, con người ông Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện không sai chút nào lời nói của ông Nguyễn Văn Thiệu khi xưa. Vào năm 2013, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cho lấy ý kiến toàn dân về sửa đổi Hiến pháp 1992. Chính quyền Cộng sản dưới sự điều hành của ông Nguyễn Phú Trọng cũng hô hào rằng họ lắng nghe ý kiến của toàn dân, tiếp thu trên tinh thần cầu thị, vân vân. Tuy nhiên, khi một số trí thức đề nghị Đảng Cộng sản Việt Nam bỏ điều 4 của Hiến pháp cũ thì câu chuyện rắc rối bắt đầu. Chính quyền cho công an theo dõi, ngăn cản những trí thức có ảnh hưởng xã hội, không cho họ đưa ý kiến nghị, thậm chí không cho họ ra khỏi nhà. Chỉ những người nào mà suốt đời chỉ biết vâng lời đảng thì mới cho đóng góp ý kiến. Hầu hết những con người mà đảng cho góp ý kiến thì chỉ có gật chứ chẳng biết đóng góp gì. Ông Nguyễn Phú Trọng lại đăng đàn kêu gọi trí thức đóng góp cho đảng. Hầu hết những trí thức nặng lòng với đất nước đều muốn bày tỏ chính kiến là đảng phải bỏ điều 4. Trên mạng xã hội cũng bàn tán xôn xao về đề tài này. Thấy dư luận có nguy cơ bất lợi cho đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã lên bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam tối 25 tháng 2 năm 2013 khi đó, tuyên bố thẳng thừng rằng xem ai có tư tưởng muốn bỏ điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng hay không, muốn đa nguyên đa đảng hay không, có tam quyền phân lập hay không, có phi chính trị hóa quân đội hay không. Người ta đang có những quan điểm đấy đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy, thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện, biểu tình, ký đơn tập thể thì nó là cái gì, nên phải quan tâm xử lý những điều đó. Đây chính là lời đe dọa, nếu ngoài đảng thì ông Trọng muốn họ cầm họng, còn nếu người trong đảng thì ông sẽ cho loại bỏ họ ra khỏi đảng, vì cho rằng họ suy thoái. Những giá trị tiêu cực kìm hãm đất nước, khiến đất nước mãi ngập trong đói nghèo, được Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng quyết bảo tồn. Sáng ngày 24 tháng 3, ông Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày ông Hồ Chí Minh gặp đội ngũ trí thức 18 tháng 5 năm 63 và 18 tháng 5 năm 23 và 40 năm ngày thành lập Liên hiệp Hội các khoa học kỹ thuật Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu khá dài nhưng nói chung xoay quanh nội dung rằng đội ngũ trí thức chủ động và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu cho đảng và nhà nước. Ông Tổng Bí thư già nua Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam. Đảng Cộng sản là một tổ chức chính trị bảo thủ, coi đảng là trên hết chứ không phải là đất nước trên hết. Vì thế Đảng Cộng sản không muốn chia chác quyền lực cho bất kỳ một đảng phái chính trị nào khác và nó cũng sẵn sàng ra tay một cách độc ác nhất để loại bỏ những tư tưởng chính trị khác. Không cần phải giải thích dài dòng, hãy xem lịch sử và hãy nhìn những nước Cộng sản hiện nay, có nước nào có dân giàu đâu, có nước nào dân được hưởng tự do đâu, và có nước nào người nước khác đến đón để du học hay đâu. Cho nên có thể nói Đảng Cộng sản nào cũng thế thôi, cũng luôn nằm trong tổ kén của Mác Lênin để trục lợi cho bản thân. Trí thức nào dám góp ý, họ sẽ ra tay triệt hạ, không thường tiếc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Đừng nghe những gì Tổng Trọng nói, hãy xem những gì Tổng Trọng làm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này
cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vị Oanh kêu cứu, choáng với chị Hằng, chưa thua, sao đã hoảng. Sau khi bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, tức là ca sĩ Vị Oanh, nhận giấy triệu tập của Công an Thành phố Hồ Chí Minh có một ngày, thì đã làm đơn kêu cứu gửi các cơ quan, ban ngành, trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đơn kêu cứu, ca sĩ Vị Oanh cho rằng bà là nạn nhân của hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân mà bà Nguyễn Phương Hằng thực hiện. Đây là cuộc chiến pháp lý, việc cần phải làm là chuẩn bị luật sư giỏi, nghiên cứu hồ sơ để chiến lại phía bà Nguyễn Phương Hằng. Đã kéo nhau ra pháp luật thì có thể kêu cứu cũng bằng không, mà là cần phải bình tĩnh, nghênh chiến theo đúng luật chơi trước cơ quan tố tụng. Ca sĩ Vị Oanh đang kêu cứu. Viết đơn kêu cứu là tự cho mình là người bị hại. Dù có kêu cứu bao nhiêu lá đơn thì cơ quan chức năng vẫn thụ lý những lá đơn kiện do phía bà Phương Hằng đưa ra. Và lúc đó chứng cứ là quan trọng. Không biết ca sĩ Vị Oanh chuẩn bị cho cuộc chiến này như thế nào. Tuy nhiên, việc viết đơn kêu cứu gửi các cơ quan chức năng để cứu mình xem ra là cách làm chưa vững. Cần phải làm khác, cần phải làm những gì giống như bà Nguyễn Phương Hằng đã và đang làm. Cuộc chiến giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ, nhà báo mới chỉ bắt đầu. Bà Nguyễn Phương Hằng đã bị cơ quan chức năng khởi tố bắt tạm giam để điều tra. Và cho đến giờ, cả hai bên cũng đã có rất nhiều người bị bắt. Riêng ca sĩ Vị Oanh thì cô vẫn chưa bị bắt. Xem ra cô cũng chưa phải là kẻ thua cuộc. Sao đã phải hoảng loạn đến thế? Ca sĩ Vị Oanh, một người khá nổi tiếng tại Việt Nam. Tố người khác mà không có bằng chứng thì người tố tội phạm nói là vu khống, xúc phạm danh dự. Tố người khác mà có bằng chứng thì đấy là hành động tố giác tội phạm. Hành động này được pháp luật khuyến khích. Rõ ràng là bà Nguyễn Phương Hằng đã tố rất nhiều người. Tuy nhiên, cho tới giờ, phía chính quyền khởi tố bà Hằng theo điều số 331 của Bộ Luật Hình sự với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Hoàn toàn không nói gì đến vấn đề vu khống hay xúc phạm nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là bà Nguyễn Phương Hằng tố những điều mà bà nắm được bằng chứng. Nếu bà Nguyễn Phương Hằng tố có bằng chứng thì những lá đơn kiện của bà Hằng đối với những người mà bà phát livestream tố cáo sẽ có sức nặng, chứ không phải là kiện suông. Với lại bà Hằng là chủ doanh nghiệp lớn, những gì mà liên quan đến pháp luật đều phải thông qua luật sư. Họ hiểu luật, họ có kinh nghiệm trong việc tố tụng, họ sẽ làm thay. Hiện nay bà Nguyễn Phương Hằng vẫn đang bị tạm giam. Tuy nhiên hồ sơ kiện được con bà và người thân của bà tiếp tục công việc. Đấy mới là điều làm cho các giới nghệ sĩ và nhà báo phải lo lắng. Với bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng là không thể lùa được. Tất cả 35 người bị bà Nguyễn Phương Hằng kiện, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mới bắt có 2 người và đang triệu tập thêm 1 người. Con số còn rất khiêm tốn so với những gì mà bà Nguyễn Phương Hằng đã kiện. Át hẳn có những người bị kiện mà chưa bị công an gọi tên, khó mà ăn ngon ngủ yên cho được. Trong những người mà bà Nguyễn Phương Hằng tố, có nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện rõ ràng không thể chối cãi. Có người gọi từ thiện nhưng thu chi bất minh. Và trong đó có một ông lang băm đã lừa đảo cả xã hội trong một thời gian rất dài. Bà Nguyễn Phương Hằng, người hay lên livestream trực tiếp để tố cáo. Thiết nghĩ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ra tay để dẹp tình trạng kêu gọi từ thiện lộn xộn rồi tư lợi. Tiền của nhà hảo tâm đã bị chiếm dụng, trong khi đó thì người nghèo khổ không nhận được đúng những gì lẽ ra là của họ. Còn việc hành nghề chữa bệnh mê tín dị đoan cũng cần phải ra tay một lần để lập lại trật tự xã hội. Người dân thấp cổ bé họng chỉ biết cậy vào chính quyền, nhưng chính quyền vô trách nhiệm thì họ biết cậy vào ai đây? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê với bản tin Vị Oanh kêu cứu, choảng nhau với chị Hằng, chưa thua, sao đã hoảng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Thời báo chấm đê ở Facebook để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de